Nay mời cả nhà cùng Hy làm món khô mực chiên nước mắm nha mọi người. Trước tiên chuẩn bị cho mình cái chảo nha mọi người. Giờ mình đổ dầu lên. Đổ nhiều nhiều chiên cho nó dễ. Giờ bật lửa lên. Chờ lửa sôi rồi mình sẽ chiên khô mực nha. Giờ mình bỏ dầu xong mình đợi khi nào dầu nó sôi lên mình bỏ vào nha mọi người. Nguyên liệu thì gồm có khô mực mình đã xé sợi sẵn rồi mọi người, còn tỏi ớt mình cũng băm sẵn luôn, nước mắm pha sẵn luôn rồi. Có gì mình ghi công thức để lên cho mọi người cùng xem. Giờ bắt đầu đem đi chiên nha mọi người. Giờ lửa cũng đã sôi rồi, mình cho mực vô. Trong lúc chiên mọi người nhớ đảo qua đảo lại cho nó bị khét nha. Với lại mọi người chuẩn bị cho mình cái gỗ nha, để lúc mà vàng xong mình vớt nha. Dưới đây có cái thao để hướng dầu. Khô mực á thì tùy theo mỗi người muốn thích ăn cọng bự thì mình xé bự, còn ở nhà mình thích ăn nhỏ nên mình xé sợi lẻ nhỏ. Với lại chiên nó cũng mau mau giòn với vàng. Đảo mình sợ mực mình xé ra ha, vì dễ sợ. Đây bắt đầu mực mình sắp vàng nha mọi người, thấy nó hấp dẫn không, màu cũng đẹp ha, vàng vàng rồi. Nó vàng vậy là được nha mọi người, mọi người vớt nha, vớt được rồi. Vớt ra cái gỗ này để cho nó ráo dầu mọi người. Giờ mình tiếp tục mình chiên mấy cái còn lại nha, cũng y chang giống như lần đầu mình chiên vậy. Làm ra món này ăn ngon nha, nhưng mà làm rất là cực công luôn á, nhiều giai đoạn dễ sợ luôn. Con mực xong rồi đem đi xé sợi xong chiên lần nào này nọ. Tay mẻ thứ hai tiếp tục vàng rồi nha mọi người. Đó ok đó, giờ mình đang vớt nó ra bên này ha. Mọi nhà nó làm như cũng được cho nó. Công thức này thì mình làm bao nhiêu con cũng được. Có gì mình làm nó có thì được hơn. Đây, mẻ cuối cùng cũng đã xong rồi nha mọi người. Mình tắt bếp thôi. Bước tiếp theo là mình phi hành tỏi nha mọi người. Nếu dầu nãy mình chiên có mực còn mình cứ mình chiên mình làm luôn. Phi hành tỏi. Đây. Tỏi. Nhà ai thích ăn ớt nhiều bỏ ớt vô. Nhiều cay cho nó thơm cho nó đã. Khi cho đến khi nào nó vàng thôi. Đây
giờ tỏi mình đã vàng rồi nha, giờ mình tắt bếp mình vớt ra nha mọi người, vớt ra để ráo dầu. Bước kế tiếp là mọi người chuẩn bị cho một cái chảo mới nha mọi người, cho một tí xíu dầu ăn vô. Đây mình cho gia vị nước sốt cho mọi người. Giờ mình thắng đến khi nào nó sạch sạch thì mình bỏ cái mực vô nha mọi người. Chúc mọi người làm thành công nha. Thế là được món ăn ngon miệng, quá trời xuất sắc, màu được gọi là đẹp.